đến thân bại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chanidukha vayapatta chanivaya soka patta chanisoka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái tâm bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tâm bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam, đó đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Và con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Mai nhé. Nam mô Sân Khai nhé. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đại đức phước sang, kính chào cô tu nữ nhiều pháp, kính chào huynh trinh ngộ sĩ quê mộng đâu làm gì đây, sĩ mê ta sĩ khánh kiếm đạo hữu đức hòa, đạo hữu hạnh trí sĩ kim sĩ không Mai, Sĩ Thi An Lạc và Sĩ Trầm An. Quý vị nghe âm thanh rõ ha? Sa thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 123. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hệ sĩ ả răng ta thà gá tô lô có ta mô sắc bá gá rù huy chệt tha cô lô cá sơ sá thà chá ná đầm má phù quý đồ quần đà má hành tầng đá ra phù chá này giá cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân đã cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ tát tá sa sát thu nô lô ca nó mình thát sa vi na ca rô pô sa pa nhu bút thóc bát ti phù ti sanh nhá tô quan đà má hành tầng ná ra pù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng như la soi sáng vẹt màng vô minh pha tan làm lạc chúng sinh đầy Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô số bát tá sát sa quát cô thích kha số ca mô quát rất thầm má thích kha cô niền đà bát sanh sa đi a na đa rồ quá rồ quan đà má hành tăng đa ra phù. Cha này giác cần tâm bảo thanh văn vật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Còn xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Già. Phần cái dương ấn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 123. Và ni chô phát dân mất gần. Và ni chô phát dân mất gần. Và ni chô ni. Và ni chô phát dân mất gần. Đọc lại lần nữa. Và ni chô phát dân mất gần. Câu số 2. Ấp ba sát thô ma hát tha nô. Ấp ba sát thô ma hát tha nô. Ấp ba sát thô ma hát tha nô. Ông lại câu 1 và câu 2. Và ni chô và phá dân mất gần ấp ba sát thô ma hát tha nô. Và ni chô quá phá dần mắt gần ấp ba sát thô ma hát tha nô. Và ni chô quá phá dần mắt gần ấp ba sát thô ma hát tha nô. Câu 3, câu 4. Quy sân chi quy tu ca mô quá. Quy sân chi quy tu ca mô quá. Quy sân chi quy tu ca mô quá. Và câu cuối cùng. Ba ba ni ba ri quát cha dê. Ba ba ni ba ri wat cha ye. Ba ba ni ba ri wat cha ye. Ôn lại câu 3, câu 4. Quy sân chi quy tu ca mô wa ba ba ni ba ri wat cha ye. Quy sân chi quy tu ca mô quá bà bà ni pa ri quát dê. Quy sân chi quy tu ca mô quá bà ni pa ri quát dê. Bây giờ ôn lại nguyên bài ha. Và ni chô quá phát dân mất gần ấp ba san thô ma hát tha nô. Quy sang chi quy tu ca mô quá ba ba ni pa ri wat cha ye. Và ni chô quá pha dân mắt gần ấp ba san thô ma hát tha nô. Quy sang chi quy tu ca mô quá ba ba ni pa ri wat cha ye. Bài này chúng ta có một cách đọc tương đối dễ hơn. Và ni chô quá phá dần mắt gần ấp ba sát thô ma hát tha nô. Quý sân chi quý tu ca mô quá bà bà ni pa ri quát cha dê. Và ni chô quá phá dần mắt gần ấp ba sát thô ma hát tha nô. Quy sân chi quy tu ca mô quá bà bà ni pa ri quát cha dê. Như vậy thì với bài này chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất. Và ni chô phá dân
gần ấp ba san thô ma hát san nô quý san chi quý thu ca ô hoa ba ba ni pa ri wat cha ye. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai nhẹ nhàng khỏe hơn, không bị đứt ha. Chắc là và ni chô quá dần mắt gần ấp ba sát thù ma hát tha nô quý sanh chi quý tu cà mô quá ba ba ni pa ri wat cha ye. Cái đọc thứ hai chúng ta đọc một lần hai câu ha, dừng lại chữ nô cuối cùng của câu số hai. Như vậy thì bảo đảm rằng hơi sức của quý vị, quý vị dừng để câu số 2 nó dễ hơn ha. Rồi, đó là dụng kinh. Bây giờ dụng kệ chúng ta phải đọc như thế nào đây? Quá ni chô quá tha dân mặt gần âm ba san thô ma hát tha nô quý san chi quý tu ca mô quá ba ba ni ba ri quan cha về quá ni chú quá hai dân mặt gần nằm ba san thủ ma hát tha nô quý san chi quý tu ca mô quá ba ba ni ba ri quan cha về. Thêm lần nữa, quá ni chô quá pha dân mặt gần ngầm ba san thô ma hát tha nô quý san chi quý tu ca mô quá ba ba ni ba ri quan cha về. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Rồi bây giờ kinh lễ để Đức Phật Trang thực cõi chân tịnh. Rồi xin mời Sĩ Mê Ta Sĩ Kim. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết quý vị có nghe được. Dạ, cảm ơn cô Đờ Men, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Chơn Tịnh. Dạ, có Sư Pháp Trang nữa, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 123. Quà ni chô quá pha văn mắt gan ấp ba sát thô ma hát tha nô quy sẵn trì quy tu ca mô quá ba ba ni ba ri quát cha dê. Và con xin phân tích qua trường âm thông thường, ní đoạn âm chô trường âm thông thường, quá phá là hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, sát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, má đoạn âm, háp trường âm nhấn, thá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Quà ni chô quá pha văn mắt găng ập ba sát thô ma hát tha nô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Quý đoạn âm xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường. Quý tú là hai đoạn âm, ca mô là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba ba là hai
trường âm thông thường, ní, bá, rí là ba đoạn âm, quát, trường âm nhấn, cha, chá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường. Quy sằng trì, quy tu ca, mô, quá, bà, bà, ní, bá, rí, quát, cha, dê. Và con đọc lại cả bài từ đầu. Wa ni cho wa pha yang mắt gan áp ba sát thô ma hát tha nô. Quy sang chi quy tu ca mô wa ba ba ni ba quát cha dê. Dạ, con đọc lại lần nữa. Wa ni cho wa. À, kéo xuống nè. Wa ni cho wa. Nữa. Wa ni cho wa pha yang mắt gan áp ba sát thô ma hát tha nô. Quy sang chi quy tu ca mô wa ba ba ni ba ri wa cha dê. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa chỉ Hòa ni cho Hòa phà văn mắc găng ập ba sát thô mà hát tha nô. Quỳ sẵn chi quỳ tụ ca mô hoa ba ba ni ba rì quách cha dê. Hòa nỉ cho hoa phà văn mắc găng ập ba sát thô mà hát tha nô. Quỳ sẵn chi quỳ tụ ca mô hoa ba ba ni ba rì quách cha dê. Dạ, con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Tỷ Đức, sư Pháp Trang, sư Phước Sang, thầy Thích Chân Tịnh, các sư núp lùm, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Mà cảm ơn Hồng Mai cô Mít Tà Đồ Nen hạnh kiểm cho tín hiệu nghe rõ, cảm ơn. Dạ, xin kính chào quý vị luôn. Quý vị ngày nào cũng vô chào tôi hết nha. Cười dính nhé, cầm dính. Để cầm mít chào luôn. Chúc quý vị vui vẻ ha. Dạ, con xin trả bài kinh Pháp Cú 123, kỳ này không tập sư nữa. Phân tích cho rõ ràng, không có phân tích bậy bạ nữa. Con nghe sư nói bắt đinh giỏi mới vui, bắt đinh dở không vui đâu. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 123. Qua ni chô qua tha dằn mắt gần áp tha sắc thô ma hấp tha nô quý sằng chì quý tú kha mô qua pà pà ni phá ri quắc cha dê. Qua ni chô qua tha dằn mắt gần áp tha sắc thô ma hấp tha nô quý sằng chì quý tú kha mô qua pà pà ni phá ri quắc cha dê. Phân tích câu 1 và câu 2. Qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá phá hai đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhắn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, sắc trường âm nhắn, thô trường âm đọc trường âm thông thường, má đoạn âm, hắc trắng, thá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Qua đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Qua mi chô quá phá dằn mắt gần áp phá sắc thô hấp tha nô. Quý sằng chì quý tú kha mô quá phà phà mi phá quý quắc cha về. Phân tích câu số 3.
quý đoạn âm xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý tú hai đoạn âm, kha mô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, ta ba hai trường âm thông thường, ní tá ví ba đoạn âm, quắp trường âm ngắn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Và bữa nay không có phân tích sai nữa. Mở con mắt banh rồi. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Quý sang chi, quý tú kha mô, quá bà bà, mít phá rí quắc chá dê. Quà ní chô, quá phá dần, mắc gần, áp phá sắc thô, má hấp thá nô, quý sang chi, quý tú kha mô, quá bà, mít phá rí quắc chá dê. Quà ni chô quá phá dần mắt gần áp phá sắc thô má hấp phá nô quý sàng chì quý tú khà mô quá bà bà ni phá lý quắc cha dê. Quà ni chô quá phá dần mắt gần áp phá sắc thô má hấp phá nô quý sàng chì quý tú khà mô quá bà bà ni phá lý quắc cha dê. Và nhì vô quá ba dân mắt gần ập tha sắc thô ma khắp tha nô. Quỳ sang chi quý tu kha mô quà bà ba ni ba vi quắc cha dê. Ít bạn đường, nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống, tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 123. Trời ơi, thấy bà cái bông hướng dương của Phật giáo năm truyền anh đây là biết chắc mẩm người ta chắc không có chờ nha, sức thần mai này chờ nha, để xử tội sức sức kim nha. Trời ơi, con nghe tử xử tội con sợ chết đi luôn á, sợ quá trời quá đất luôn vậy đó. Ô trời, bữa nay sao nhiều người cho bông qua vỗ tay vỗ chân với vậy ta, chắc không có sai đâu ha. Nhưng mà con cũng nói với sư, có sư với quý vị thấy con sai gì cũng lên xử tội con để cho con biết nha. Con lúc này phóng dật dữ lắm, có nhiều chuyện lo lắm. Và con xin cảm ơn sư và các quý vị đã cho bông hoa, trời ơi còn cho bánh cho nước nữa. Thấy có bụng quá à. Con xin leo xuống và xin mời như cô Hồng Mai phải không? Không biết hồi nãy cũng không coi nữa. Và xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị may mắn nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Phước Sang, kính lễ thầy Thích Phước Thịnh, dạ, kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, và quý cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 123. Dạ, cảm ơn chị Nát Ta, chị Kim, chị Hạnh Kiểm, Đà Men đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài ạ. Và ni chô và pha dằn mắt gần ấp và sắp thô ma hát tha nô vi sẵn chì vi tu ca mô và pa pa ni ta vi vách cha dê. Và ni chô và pha dằn mắt gần ấp và sắp thô ma hát tha nô vi sẵn chì vi tu ca mô và pa pa ni ta vi vách cha dê. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, quá, phá, hai đoạn âm, văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt, trường âm nhấn, gan, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp, trường âm nhấn, phá, đoạn âm, sát, trường âm nhấn, thô, trường âm thông thường, má đoạn âm, hát trường âm nhấn, thá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Và như chô quá pha dân mắt gần ấp ta sát thô ma hát ta nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý, tú hai đoạn âm, ca, mô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, pa pa hai trường âm thông thường, ní pá rí ba đoạn âm, quách trường âm nhấn, chá đoạn âm,
dê truyền âm thông thường. Vi sanh chi vi tu ca mô quá pa pa ni pa ri quát cha dê. Dạ, con xin đọc lại câu 123. Và ni cho pha dằn mắt gần ấp pa sát thô ma hát tha nô vi sanh chi vi tu ca mô quá pa pa ni pa ri quát cha dê. Và ni cho quá pha dằn mắt gần ấp pa sát thô ma hát tha nô vi sanh chi vi tu ca mô quá pa pa ni pa ri quát cha dê. Ít bạn đời nhiều từ, người buồn tránh được hiền, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Wa ni cho wa pha yang mak yang appa satho mahantano vi sang chi vi tu ka mo wa Papa ni pa hi wat cha ye wa ni cho wa pha yang mak yang appa satho mahatthano vi sang chi vi tu ka mo wa Papa ni pa hi wat cha ye. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Và con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Giờ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 123. Và đi chùa quá phát dằn mắt gần ấp ba sách thồ má hát thát lồ quý sàn chì quý tu cà mồ quát bà ni ba đi quát chạy về. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, gân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, sách trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, má đoạn âm, hát trường âm nhấn, thá đoạn âm, nô trường âm thông thường, quà ni chô quá phát gần mắt gần ấp bá sách thô má hát thá nô. Và con phân tích câu 3, câu 4. Quý đoạn âm, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý tú hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, mô trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba ba hai trường âm thông thường, ní bá rí ba đoạn âm, quát trường âm nhấn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý sằng chì quý tú cà mồ quá bà ní bá đi quát chạ dê. Dạ, con đọc lại nguyện bài. Quà ni chô quá phá dằn mắt gần ấp ba sách thô ma hát tha nô quý sằng chì quý tú cà mồ quá bà ni bá đi quán chạy về.
Dạ con như vậy. Wa ni cho wa pha yang mak gang ap ba san tho ma hat tha no. Vi sang chi vi tu ca mô wa ba ba ni ba di quan cha ye. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Dạ con đọc phân tích và kệ câu 123 xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mic lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ.
Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha. À, trong câu Phật ngôn 123. À, câu Phật ngôn 123 áp dụng cho cái room của chúng ta. À, cái câu số 3 ha. Muốn sống tránh thuốc độc, muốn học tránh thụ động. Quý vị nghĩ sao? Muốn học tránh thụ động tức là chúng ta phải tích cực. Nếu mà chúng ta không tích cực vô đây mà ngồi thiền ha, để cái rung trống như thế này, đó là một hình thức làm cho cái rung của ta, chúng ta không có sinh khí. Đây là một cái rung, cái phòng chat bằng giọng nói, chúng ta không thể ngồi yên. Thế nên quý vị nhiều hay ít, theo Huynh Phong nói rằng theo học chưa được thuận, nên muốn nghe thêm vài vị đọc nữa rồi mới nghe đọc theo. Cái trường hợp này không phải chúng ta giống như Tôn Ngộ Không hả, mà coi như từ trong cái đá mà sinh ra, chúng ta sinh ra cái hai bàn tay trắng, rồi học hỏi giữa cái cuộc đời này để tích lũy một phần nào thiện vã, rồi đem qua thế giới khác. Vậy thì thiện vã chúng ta tích lũy thì chúng ta phải học. Chúng ta phải học. Và khi mà chúng ta học như vậy, vấp phải nhiều trở ngại, nhiều khổ đau, thì chúng ta mới đứng vững được trên đôi chân của mình. Chúng ta mới trưởng thành, chúng ta mới vượt qua trở ngại, chúng ta mới thấy đó là khổ, tìm hiểu nguyên nhân của khổ, rồi chúng ta thực hành như thế nào để đi đến con đường an lạc, đến nơi tịch tịnh, đó là khổ tập diệt đạo. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta từ con số không tạo ra cái có, chứ không phải là nói tôi hết vô đây ngồi nghe. Trong cái nghe đó phải ghi nhận để rồi mình có những cái đúng, có những cái sai, chứ không có ai hoàn toàn hết. Nhân vô tập toàn mà. Ở đây một cái điều nguy hiểm là ít bạn đường nhiều tiền, người có tiền bạc nhiều mà không có hậu thuẫn, không có người theo để mà hỗ trợ, một mình đơn độc mà tiền bạc nhiều quá cũng nguy hiểm. Ở đây người buôn tránh đường hiểm, một thương nhân với tiền bạc nhiều, với tài sản nhiều mà đi vào những con đường hiểm nguy, những con đường khó khăn, những con đường có quy nhân, có trộm cướp, có đạo tặc, thì chắc chắn rằng không an toàn. Cũng giống như người mà muốn sống thì tránh cái thuốc độc đi. Chứ sống mà cứ sử dụng thuốc độc, mà xài thuốc độc như là những cái vị ngọt của cuộc sống, mà chúng ta thấy nhan nhản ở chợ Kim Biên, một cái kho hóa chất muốn gì có cái nấy, mà chúng ta sử dụng cái hóa chất đó nhiều cũng giống như là uống thuốc độc vậy. Và bây giờ thì cái trường hợp đó đã nhan nhản xảy ra những cái bệnh nan y. Hồi xưa chẳng có thuốc men gì hết, nên là đói ăn rau đau uống thuốc. Mà thường thường thì rau cỏ hồi xưa cũng ít có phun thuốc, bây giờ thì thấy quá trời quá đất à. Cho nên những cái gì càng đẹp càng mau chết, trái cây tươi, rau tươi, trái bự, ngon lành. Nhưng mà cái đó là cái mà để cho chúng ta dễ chết nhất. Những cái gì xấu xấu á,
thì nó lại tồn tại. Những cái gì tốt hay né đi, bởi vì đó toàn là hóa chất, mà hóa chất đó chính là thuốc độc. Một ví dụ, những cái gì mà có như hình thức bề ngoài ha, chúng ta nên né, cũng giống như tránh những cái điều ác bất thiện pháp vậy. Rồi, cái né ở đây tức là né cái gì? Muốn học phải tích cực, muốn học tránh thụ động. Thì ở đây chúng ta vô đây sinh hoạt thì quý vị cũng cố gắng đi ha. Bên phòng đừng có nghĩ rằng ôi tôi dở quá tôi mới vô. Quý vị biết là Đức Phật giảng về giáo pháp đâu có trùng với người nào đâu. Mỗi câu Phật ngôn này là một cái duyên sự khác nhau. Ba la mật của người đó đã tu tập và đến lúc đã chín mùi thì gặp Đức Phật, Ngài chỉ nhắc một cái khơi gậy, chỉ khơi màu cái là người đó đã hiểu liền. Cho nên ở đây huynh cũng có duyên chứ đâu có không. Nghe là lần đầu tiên mà lên đọc như vậy là huynh cũng có duyên với Pali. Cho nên cứ mạnh dạn lên. Những người mà giỏi giống như Sĩ Kim ha, hồi nãy Sĩ Kim đọc ào ào ào, nhưng mà mấy bữa hôm trước cũng bị phân tâm, cũng bị sai vậy. Chứ đâu ai giỏi đâu. Chúng tôi nhiều khi nói chuyện cà lâm vậy ha? Nó cũng cặp vậy. Thế đừng có nghĩ rằng chúng ta là hoàn toàn, đừng nghĩ vậy. Cho nên cứ cố gắng đi, cứ ào ào đi. Bởi vì trong cái ào ào đó mình mới thấy được cái sai của mình. Chứ còn bây giờ cứ quý vị cái ngồi khi thực hành pháp môn tam tịnh nhục ha, không nghe, không thấy, không nghi ngờ, vậy là chết ngắt cái rung này rồi. Cố lên, đừng có cố quá thôi nha. Rồi bây giờ mời huynh Phong ha, chúng ta đưa bài lên. Huynh đọc được bao nhiêu cứ đọc, huynh có thể khỏi cần phân tích cũng được. Đó, chỉ đọc phần tiếng Việt cũng càng tốt nữa. Bởi vì huynh là người Việt, bảo đảm tiếng Việt đọc là an toàn nhất. Tiếng Bali đọc dài không sao. Cái quan trọng là mình tham gia để coi như học hỏi. Đó là vấn đề chính. Còn bây giờ đọc sai thì sửa sai. Còn mình đọc đúng phần tiếng Việt là thấy an toàn ha. Đặc biệt quá luôn hả? Ai sĩ kia mà đọc cái kiểu đó là ăn đòn liền. Đã từng học rồi mà đọc sai là chết ngắt hả? Rồi, mời Huynh Phong ha. Dạ, con xin lạy tạ ơn Sư Trí Đức đã dạy bảo con. Nam mô Bất Thà Gia, Nam mô Sankhaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng. Bây giờ con xin đọc câu pháp cú 123. Văn ni so va pha yang ma kang apas sato mahat Tono Mahatano Visang Jivitu Ka Mova Papani Pai Vachaye. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Con xin phân tích. Và trường âm thông thường ní đoạn âm phá trường âm thông thường văn trường âm đọc theo dạng nguyên âm mát trường âm nhấn gân trường âm đọc theo dạng nguyên âm áp trường âm nhấn pá sát thô pa sát
phát trường âm thông thường, sát trường âm nhấn thô, trường âm thông thường, ma hát hai đoạn hai trường âm thông ma hát hai trường âm thông thường, tha trường âm thông thường, nô trường âm thông thường, viết âm sang trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chi vi chi vi tu chi vi chi vi tu chi đường âm thông thường, vi tu hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, mô trường âm thông thường, va trường âm thông thường, ba hai trường âm thông thường, ni pari ba đoạn âm, và cha hai trường âm thông thường, dê hai trường âm thông thường, dê trường âm thông thường. Dạ con biết là con có sai nhiều mà con cố gắng à. Rồi mời quý thầy cô và đạo tràng hãy sửa lỗi và giúp đỡ cho con. Dạ con cảm ơn. Alo, 123, 123. Cảm ơn rồi thì thả mới xuống. Cảm ơn cầm mấy mít tay vậy ha. Huỳnh Phong ưu tiên cho cán bộ nha. Huỳnh đọc thế này: qua là trường âm, ni là đoạn âm, chô là trường âm, qua là đoạn qua là đoạn âm, pha là đoạn âm, dân là trường âm, mắt là trường âm, gân là trường âm. Bây giờ ưu tiên cho Huỳnh chỉ cần phân biệt trường âm và đoạn âm. Chỉ cần phân biệt trường âm và đoạn âm, không cần biết nó là trường âm gì, nhưng mà cái quan trọng á, trường âm là chúng ta phải kéo dài, đoạn âm thì chúng ta phải nhanh lẹ, thì đoạn âm là ngắn, trường âm là dài. Vậy thì chữ qua là trường âm, chữ ni là đoạn âm, chô là trường âm, quá là đoạn âm, pha là đoạn âm, được không? Chỉ cần như vậy đi. Rồi từ từ Huỳnh chú ý những người khác, rồi khi đó mới đi vô chi tiết. Bây giờ ngắn gọn là chỉ biết đó là trường âm, đọc đọc giọng dài, đoạn âm đọc giọng ngắn, còn không biết nó là trường âm loại gì không cần biết. Rồi từ từ nó mới nhừ. Chứ còn bây giờ coi như là huynh rối vì cái loại này, vì cái loại kia, đó là một sự thất bại, không có quan tâm được. Huynh Phong làm được không? Alo. Chỉ cần biết đó là trường âm, đoạn âm là được rồi, chứ không cần biết nó là trường âm loại gì. Còn trường âm loại gì nè, bây giờ nghe Siết Pháp Nguồn Lào Cai phân tích nè. Alo, mời Siết Pháp Nguồn. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Bằng Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Chân Tính, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng, con xin được đọc và phân tích câu Pháp Cú 123. Qua đi chỗ qua pha dằng mắc gần áp bát sát thổ ma ha thất nộ quy sằng chỉ quy túc ca mô qua bà bà ni pa ri quách chê quách cha chê quách cha dê. Đã con xin được đọc lại. Qua ni chỗ qua pha rằng ma gần áp bát sát thổ ma ha thất nộ
quý sằng chi quý tu ca mô quá pa pa ni pa ri quách cha dê. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Quà ni chỗ quá pha dặn mắc căng. Dạ, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phá là trường âm thông thường, à phá là đoạn âm, dặn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quà ni chỗ quá pha dặn mắc căng. Quà ni chỗ quá pha dặn mắc gần. Dạ, con xin được phân tích câu 2 ạ. Appasattho mahathano. App là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, appasat là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Appasattho mahathano. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Quà ni chô quá pha dặn mắc găng. Appasattho mahathano. Con xin phân tích thêm câu 3 và câu 4 ạ. Quy sằng chi quy tu ca mô quá pa pa ni pa ri cha quắc cha dê. Quý là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, mô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, là trường âm thông thường, pa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pá là đoạn âm, rí là đoạn âm, quách là âm nhấn, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Đã. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Quy sằng chi quy tu ca mô quá pa pa ni pa ri quách cha dê. Con xin được đọc lại toàn bài ạ. Quà chi nổ quá pha dặn mắc găng áp pa sát thổ ma hát tha nổ quý sẵn chi quý tu ca mô quá pa pa ni pa ri quách cha dê. Con xin được kể ạ. Quà ni chô quá pha dặn mắc găng Appasattho mahathano quy sằng chi quy tu ca mô quá pa pa ni pa ri quách cha dê. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc lại xong, có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin được xuống mic, con mời một vị khác ạ. Alo, cô tôi nói về tự dưới chờ một chút ha. Xích pháp nguồn Lào Cai mới đến bên đạo tràng, nhưng mà có một cái sự tiến bộ, phân tích rất là chuẩn, trường âm đoạn âm phân tích rất là chuẩn, nhưng mà trên cái giọng đọc á, đã phân tích đó là trường âm nhưng mà đã đọc giống như là một đoạn âm, đó là cái từ mắc găng. Đây là hai trường âm thì không thể đọc dưới mắt mà đọc nhanh quá. Trong khi đó pariwat cha về thì chữ quát này là kéo dài, mà chữ mắt tại sao không kéo dài? Nó là trường âm mà. Sư Pháp Nguồn Lào Cai chú ý ha, chú ý chỗ này ha. Khi nó là trường âm thì chúng ta phải kéo dài. Qua ni chô quá pha dần mất gần, mất gần, chứ không thể đọc mất gần, đọc nhanh quá không được. Rồi, sa tu xin mời cô tu nữ tuệ duyên.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thầy Chân Tịnh, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào Đạo Tràng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc Kinh Pháp Cú số 123 và phân tích đoạn 1. Dạ, cảm ơn Ngài. Quà ni chô quà ni chô quá pha dằn mắt gần áp bát sát thô ma hát tha nô quý sẵn chì quý tu ca mô quá bà ni bát ri quát cha dê. Qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, chô trường âm thông thường, quá đoạn âm, phá đoạn âm, văn trường âm giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, trường âm giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, sát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, má đoạn âm, hát trường âm nhấn, thá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đoạn 3. Quý đoạn âm, xăm trường âm giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý tú hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, mô trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba ba hai trường âm thông thường, ni ba ri ba đoạn âm, quát trường âm nhấn, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Qua ni chô qua pha văn mắt gần áp bát sát thô ma hát tha nô quy sang chi quy tu ca mô quá ba ni ba ri quá cha dê qua ni chô qua pha văn mắt gần áp bát sát thô ma hát tha nô quy sang chi quy tu ca mô quá quy sang chi quy tu ca mô quá ba ni ba ri quá cha dê quá ni chô quá pha văn mắt gắn ngập ba sa thô mạt tha nô vi sang chi vi tu ca mô qua ba ba ni qua ri qua cha di ít ít bạn đường nhiều tiền người buôn bán người buôn tránh đường hiểm muốn sống tránh thuốc độc hãy tránh ác như vậy. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Qua nít chô qua pha văn mắt gần áp bát sát thô ma hát tha nô quy sẵn chi quy tu ca mô qua ba ba ni ba ri qua cha dê. Dạ, con đã phân tích và đọc bài. Dạ, nếu có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Bây giờ đã thấy Xích Hà. Dạ, kính mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài câu Kinh Pháp Cú số 123. Qua ni chô qua pha văn mắt gần áp ba sát thô ma hát tha nô vi sằng
quý sanh trì quý túc cà mồ quá bà bà ní ba ri quách cha về. Con đọc lại. Wa ni cho wa pha yang mắc gần appa sa thô ma ha tha nô quý sanh trì quý tu cà mồ quá bà bà ní ba ri quách cha về. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Và trường âm thông thường lý đoạn âm trồ, trường âm thông thường quá phá, hai đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm ngắn gan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và ni trồ phá. Và ni trồ quá pha dằn mắt gần áp trường âm nhấn ba đoạn sát trường âm nhấn thô trường âm thông thường má đoạn âm hát trường nhấn thá đoạn âm nô trường âm thông thường áp ba sát thô ma ha tha nô và ni trồ quá pha dằn mắt gần áp Pasato Mahatano quý đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm chi trường âm thông thường quý tú hai đoạn âm kha trường âm thông thường kha mô hai trường âm thông thường quá đoạn âm quý sang chi quý tú kha mô quá ba ba hai trường âm thông thường lý đoạn âm lý bá quý ba đoạn âm quát trường âm nhấn chá đoạn âm dê trường âm thông thường ba ba lý ba ri quát cha dê ni sành trì vi tu thà mồ quá ba ba lý ba ri quát cha dê và ni trồ quá pha dằn mắt gần áp ba sa thô ma ha. Dạ, con đọc lại. Và ni trồ quá phá dằn mắt gần áp ba sa thô ma ha tha nô quý sanh trì quý tú cà mồ quá bà bà ni ba ri quách cha về. Và ni trồ quá phá dằn mắt gần áp ba sa thô ma ha tha nô quý sanh trì quý tú cà mồ quá bà bà ni ba ri quách cha về. Ít bạn đừng nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trở mất lại. Alo, 123, 123, quý vị có nghe không? À, xin mời những vị mới. Mà những vị mới có thể là chúng ta khỏi cần phân tích trường âm, đoạn âm. À, mà chỉ nhận dạng đây là trường âm, đây là đoạn âm. Như vậy thì tương đối, ha, tương đối dễ hơn. À, Huynh Phong đồng ý không? À, tức là chúng ta chỉ cần nhận dạng đây là trường âm, đây là đoạn âm. Mà trường âm thì đọc giọng dài, đoạn âm thì đọc giọng ngắn. Rồi từ từ quý vị cảm thấy hoan hỷ thì thời gian dài quý vị sẽ biết đó là loại trường âm gì. Còn bây giờ nhận dạng đây là trường âm, đây là đoạn âm, ha, và cái giọng đọc của quý vị quan trọng. Về Pali là trường âm và đoạn âm, giọng dài và giọng ngắn. Rồi bây giờ có thể là mời đạo hữu Hạnh Vi Diệu Pháp nè, đạo hữu Hạnh Pháp nè, ha. Rồi quý vị mới mới này,
có thể đưa tay lên tập cho nó quen hành pháp lên đọc ha, rồi hành vi diệu pháp rồi gì đó, quý vị cứ mạnh dạn đưa tay lên đọc, bởi vì cái gì cũng vậy à. Bạn sư khởi đầu nan nhưng mà gian nan đừng có nản ha. Bây giờ quý vị cứ đọc đi, ví dụ như một cái phương pháp dễ cho quý vị, ví dụ câu đầu tiên qua ni trô quá phá dân mắt gần, qua là trường âm, ni là đoạn âm, trô là trường âm, quá là đoạn âm, phá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt mắt là trường âm nhấn ha, chữ gân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà quý vị có thể đọc qua là trường âm, ni là đoạn âm, chô là trường âm, quá là đoạn âm, phá là đoạn âm, dân là trường âm, mắt là trường âm, gân là trường âm. Quý vị đọc như vậy thì tương đối dễ đọc phải không, tương đối dễ học. Rồi từ từ nó là trường âm gì, cái đó tính sao, miễn sao quý vị đọc dòng dài và dòng ngắn đọc đúng là thành công. Hoặc là quý vị cảm thấy rằng bài này khó quá, thôi xin phép đọc tiếng Việt. Tiếng Việt thì bảo đảm quý vị đọc an toàn, an toàn. Đó là một cái tinh thần tham gia để đạo tràng không có trống vắng. Chứ bây giờ vô đây mà ngồi thiền hết là xin lỗi, mở cái room này ra làm cái gì. Cho nên quý vị cứ quan hệ hạ cánh một cách an toàn đi, giống như sư pháp nguồn nói vậy, hạ cánh an toàn đi. Rồi mời sẽ đạo hữu hạnh vi diệu pháp, đạo hữu hạnh pháp, thấy mấy vị này đến với cái room này cũng thời gian gần đây có tham gia, thì bây giờ đưa tay lên để chúng sinh hoạt. Rồi mời mấy vị này cứ đưa tay lên đi, còn đừng có để cái rung trống, để cái rung trống là thấy thất bại. Rồi bây giờ mời đạo hữu hạnh vi diệu pháp nè, đạo hữu hạnh pháp nè. Rồi rồi quý vị nào mới vô, mở mic chưa được ha, trời ơi, vậy là mùa này mic ở trên này cũng bị hư, sâu bọ nó đục ra trên nào thấy cha đó hư không có ăn uống gì được. Rồi mời đạo hữu hạnh vi diệu pháp thử âm thanh ha. Dạ 1 2 3, con xin kính chào đạo tràng. Đạo tràng có nghe con nói rõ không ạ? Tại vì đây là lần đầu tiên con cầm mic. Để hạ cánh an toàn thì hôm nay con xin đọc tiếng Việt trước ạ. Theo như sư có cho phép con, mặc dù là con học tiếng Bali nhưng cho con đọc tiếng Việt trước. Bởi vì đối với con, trước giờ con không có cái năng khiếu để học ngôn ngữ, nhất là những cái ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Cho nên hôm nay, và con cũng là một cái người mới, bây giờ con già đạo tràng thì con cũng mấy sư và mấy cô tu nữ đọc làm sao thì con cũng bắt chước thôi, con cũng chưa có phân biệt được nhiều. Và cho nên để hạ cánh an toàn, con xin đọc tiếng Việt trước ạ. Ít bạn đường, nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hại tránh ác như vậy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư phụ con có, và lúc trước con có đọc qua những cái kinh pháp cú này, vì sư phụ con bắt phải học thuộc. Cho một trong những cái bản mà được sư phụ con bắt học là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và hôm nay con rất là hân hạnh để học được thêm một bằng một cái bản dịch bằng một cái ngôn ngữ, đó là tiếng Bali.
Dạ con xin đạo tràng hoan hỷ, và con ca đã xin kính đảnh lễ sư trí đức, các quý sư và quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Xin cảm ơn. Alo, alo, cho con hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức và các chư tôn đức đăng ni trong đạo tràng. Do con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 123. Và ní chù vắp phá giang mắt gần, áp bà sát thù mà hấp thao nù, Vissang chi vituka mu vabba narivat cha ye. Con xin phân tích cách đầu câu 1 và câu 2. Và nicho vapajang mắc gần abbasatthu mahatthanu, và là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cho là trường âm thông thường, và là đoạn âm, phá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, gan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thu là trường âm thông thường, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2, phân tích câu 3 và 4. Và ni chô va pha giang mắc găng áp ba sát thù ma hấp tha nù. Câu 3 và câu 4. Vi sang chi vi tu ca mô va bà ni ba ri vát cha dê. Vi là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tú là hai đoạn âm, ca mô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ní bá rí là ba đoạn âm, vát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên bài. Và ní chô va pha giang mắc găng áp ba sát thù ma hấp tha nô vi sang chi vi tu ca mô va ba ba ní ba ri vát cha dê. Dạ con có sai chỗ nào xin Ngài Trí Đức và đạo tràng chỉ dạy thêm cho con. Xin đọc câu câu tiếng Việt của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Và ni chô va pha giang mắc găng âm ba sát thu ma hát tha nô vi sang chi vi tu ca mô va ba ba ni ba ri vát cha dê. Dạ con xin xuống mít, con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ban ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức với Ngài sư nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 123. Qua ni chô va pha giang mắc găng áp ba sát thù ma hát tha nô vi sang chi vi tu ca mô va pa pa ni pa ri vát cha ye. Con xin phân tích câu 1 và 2. Qua ni chô va pha dân mắc dân ánh tha sát thù ma ha ma ha tha mô vi sang chi vi tu ca mô vát.
xin lỗi. Và như chú quốc pháp dân mắt dân áp phát sát thù mắt tha nô qua trường âm thông thường nữ đoạn âm chô trường âm thông thường quá đoạn âm phá đoạn âm dân trường âm đọc theo đoạn nguyên âm mắt trường âm nhẫn dân trường âm đọc theo đoạn nguyên âm áp trường âm nhẫn phá đoạn âm sát trường âm nhẫn thô trường âm thông thường má đoạn âm hát trường âm nhẫn thái đoạn âm nô trường âm thông thường qua nước chô hóa dân mắt đăng ấp ấp sát ít thô mắt tha mô câu ba và bốn ý sang chi rất tích ca mô quá và ta nước thấp lý lát cho về chữ đoạn âm sang trường âm đọc theo dạng nguyên âm chi trường âm thông thường quý tú hai đoạn âm ca trường âm thông thường ô trường âm thông thường quá đoạn âm ta ta hai trường âm thông thường mí phá rí ba đoạn âm quá trường âm nhẫn chá đoạn âm dê trường âm thông thường quý sầm chi quý tú ta mô quá ta ta ni pha rí gấp cha về qua ni chùa quá ta dần mất dần ấm ta sân hồ ma hắn tha đồ đi sân chi đức đức ca đồ và ta ta đi thân quan chạy về ít cả đường nhiều từ nhiều vô tránh đường hiểm muốn sống tránh thuốc độc hãy tránh ác như vậy của hòa thượng Thích Minh cho qua đi cho qua và dân nắng nắng ấm ta sân thô ma hắn tha đồ vì sẵn chi từ ta mô quá ta 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 đi là chẳng nghe và đi cho và dân lắm đắng anh tha dân thô mà anh ta mô vì sẵn chi từ ta mô quá ta ta đi ta vì vắng trái nguyên. Dạ con có đọc xong, con có sai xin mời bà đầu tràng sử dùng cho con kính là được kết thúc. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật và ân đức Tăng. Dạ con cảm ơn cô Mekta đã cho cái tín hiệu. Cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Và con kính đảnh lễ Sư Trân Tệ. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con xin đọc bài câu pháp cú. Dạ, cho con xin bài đấy ạ. Con không nhìn thấy bài. Đây rồi. Và con... Dạ. Và cảm ơn Hạnh Vi Diệu Pháp ạ. Và ni chô quá pha rằng mắc gần áp ba sát thổ ma hát tha nô quý sẵn quý tu ca mô quá bà ni ba ri quách cha rê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Và ni chô quá pha rằng mắc gần bát áp ba sát thổ ma hát tha nô. Qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quá phá là hai đoạn âm.
răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và ni chô pha rằng mắc gần a áp ba sát thô ma hát tha nô. Câu 3 và câu 4. Quy sằng quy tu ca mô qua bà ni ba rê quách cha rê. Quý là đoạn âm, sang là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tú là hai đoạn âm, ca mô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ní bá rí là ba đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại toàn bài. Và ni chô qua pha rằng mắc gần a áp ba sát thô ma hát tha nô quy sằng quy quy túc ca mô và bà ni ba rê quách cha rê. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Dạ con xin cả. Và đi rô qua phà răng mắc găng áp bá sa thô mà hàn tha nô quỳ sẵn quỳ tu cà mô quỳ sẵn chi quỳ tu ca mô hoa ba ba ni ba ri quanh cha rê. Và ni rô qua phà răng mắc găng áp ba sát thô ma hát tha nô quỳ sẵn chi quỳ tu ca mô hoa ba ba ni ba ri quách cha rê. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời cô, kính mời Hạnh Pháp. Alo, 123, 123. À, sao cái vị này đưa tay đầu hàng ha, chứ không có cầm mic. À, sao không được vậy ha, rồi thao tác cho quen đi. Giờ vô đây mà đưa tay đầu hàng kiểu này là thấy thua luôn. Ha? Đưa tay lên cầm micro để mà đọc ha.
mình đã nói học ăn, học nói, học gói, học mở này, cái gì chúng ta cũng phải thực tập. Mà thực tập quen á thì nó sẽ thuần thục. Bây giờ cứ đưa tay đậu hàng không à, bây giờ làm sao đây? Thấy đạo hữu siết hành vi diệu pháp á, nên đọc tiếng Việt rất là chuẩn, nhưng mà cầm micro được, tham gia được, đó là một sự thành công. Cầm mic chưa được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trong chương trình sau ha. Chứ bây giờ thì thời gian cũng không còn bao nhiêu, quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng tôi xin ôn lại và sẽ đi vô chương trình. Có nghĩa là ôn lại xong rồi sẽ nói lên ý nghĩa của tự vận, bởi vì chúng ta học mà không hiểu gì hết là nguy. Rồi và ni chô quá phát dần mất gần ấp ba sa thù ma hát tha nô quy sằng kỳ quy tu cà mồ quá bà bà ni pa ri quá chắc về. Đọc lại lần nữa ha. Và ni chô quá phát dần mất gần ấp ba sa thù ma hát tha nô quy sằng kỳ quy tu cà mồ quá bà bà ni pa ri quá chắc về. Và đó là dòng kinh ha. Còn bây giờ dòng kệ chúng ta cũng phải biết một chút ha. Qua ni chô qua phai dân mật gần ngầm ba san thô ma hát tha nô quỷ sanh chi quỷ tu mô qua ba ba ni ba ri quát cha về. Qua ni chô qua pha dân mật gần âm ba sa thô ma hanh tha nô. Đâu chạy đã mất đi rồi. Đọc lại. Qua ni chô qua pha dân mật gần âm ba sa thô ma hanh tha nô. Quý sanh chi quý tu ca mô quả bà ba ni ba đi quanh cha về. Ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đọc được, phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Câu đầu tiên, qua ni chô quá phát dân mất gần. Qua ni chô quá phát dân mất gần. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Qua ni chô quá là một, phát dân là hai, mất gần là ba. Vậy thì chữ qua ni chô quá do hai từ cộng lại, tức là qua ni chô cộng với ý quá, cho nên nó biến thành qua ni chô quá. Qua ni chô do cái từ qua ni chá. Qua ni chá là một danh từ nam tính Akranta Phung Rình Gà. Và qua ni chá được đứng làm chủ từ số ít Bạch Thâm Án Ê Câu Quá Chánh Lá Quỷ Pháp Tí, cho nên qua ni chá biến thành qua ni chô. Qua ni chô là người thương buồn, người thương buồn là người đi buôn bán thương nhân ha. Rồi có chữ ý quá ở phía sau, chữ ý quá đó có nghĩa là tợ như, ví như, ví như người thương buôn, hoặc là ví như thương nhân. Qua ni chô quá rồi. Từ thứ hai, phát dân. Phát dân do cái từ phá giá,
Vatthaya là một danh từ trung tính Arantanapung Sakalinga. Và Vatthaya này được chia theo đối cách số ít đối trị giáo quyền pháp tỷ e cao quá trình á. Cho nên Vatthaya biến thành Vatthayan. Vatthayan có nghĩa là nguy hiểm, kinh sợ. Nguy hiểm, kinh sợ. Rồi, từ thứ ba mắt gân. Mắt gân do từ mắt gá. Mắt gá nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Và chữ mắt gá này cũng được chia theo đối các số ít đối trị gia quy pháp tí e cao quay trẻ ná. Cho nên mắt gá biến thành mắt gân. Mắt gân là con đường. Mắt gân là con đường. Rồi, chúng ta tiếp tục. Câu số 2. Appasattho Mahatthano. Appasattho Mahatthano. Câu số 2. Appasattho do hai từ. Appa cộng với Sattha. Thì Appa có nghĩa là ít ỏi. Đây là một tính từ. Appa là ít ỏi. Chút ít. Rồi chữ sát thô do từ sát tha. Sát tha nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Và chữ sát tha này đứng làm chủ từ số ít Duti Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên chữ sát tha biến thành sát thô. Sát thô là lữ hành. Lữ hành hoặc là bạn buôn bạn bạn với người thương buôn thì ở đây appasattho có nghĩa là ít bạn đồng hành lữ hành ít ỏi. Ít bạn đồng hành hay là lữ hành ít ỏi. Ba sát thù. Rồi cái từ thứ hai Mahatthano. Mahatthano. Mahatthano do cái từ Maha cộng với Thana. Chữ Maha có nghĩa là nhiều, to lớn. Maha là nhiều, to lớn ha. Rồi chữ Thano do cái từ Thana. Thana là một cái từ trung tính Akrantanapum Sakalinga. Và chữ Thana đó được đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Thana biến thành Thano. Mahatthano có nghĩa là tài sản lớn lao hoặc là nhiều tiền của. Nhiều tiền của. Câu số 3. Quý sanh chi quý tu ca mô quá. Quý sanh chi quý tu ca mô quá. Câu này có hai từ. Quý sanh và chi quý tu ca mô quá. Chữ quý sanh do từ quý xá. Quý xá đọc theo được tiếng Việt Nam là quý xá. Ở đây chữ quý xá nó là một danh từ trung tính Akrantanapum Sakalinga. Và quý xá ở đây được kia theo đổi cách số ít tức là đối trị giao quý pháp tí yê cao quá trình á. Cho nên quý xá biến thành quý xăng. Quý xăng có nghĩa là thuốc độc. Thuốc độc. Nếu mà nó không có chia quý xa thì chúng ta đọc là quý xa hả? Quý xa, quý xa là thuốc độc hả? Chữ thứ hai chi quý tú ca mồ quá. Chi quý tú ca mồ quá. Ở đây
chúng ta thấy chữ chi vị tu, do cái căn ngữ chi chiều cộng với y tùng gọi là chi vị tùng, đó là một động từ có nghĩa là để sống, để sống. Nhưng mà phía sau nó có chữ kamo, kamo do cái từ kama, kama nó là một danh từ nam tính, akrantapung linga, kama có nghĩa là việc ước muốn hay là tham dục. Vậy thì chi quý tú kamo quá, chi quý tú kamo có nghĩa là người có ý muốn sống, người có ý muốn sống. Và chữ quá ở phía sau tức là ý quá tự như ha, tự như người có ý muốn sống. Tự như người có ý muốn sống. Và câu số 4, ba ba ni pariwat cha ye, ba ba ni pariwat cha ye. Câu số 4 có hai từ ba ba ni, do cái từ ba ba, ba ba nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga, ba ba có nghĩa là việc ác. Nhưng mà ở đây nó được chia theo đối cách số nhiều, đu tì gia quỷ phát tí và hú quá trình á, cho nên ba ba biến thành ba ba ní. Ba ba ní là các việc xấu, các việc ác, các việc xấu, các việc ác. Rồi, pariwat chát dê, pariwat chát dê, đây là một cái động từ số ít, có tiếp đầu ngữ pari ở phía trước, quát chát dê, quát chát dê là nên tránh xa, nên tránh xa. Vậy thì qua ý nghĩa của tự vận, chúng ta thấy câu Phật ngôn 123, nên tránh xa các việc ác. Tự như người thương buôn có đoàn lữ hành ít ỏi mà có tài sản lớn lao, nên tránh xa con đường nguy hiểm. Ví như người có ý muốn sống, nên tránh xa thu. Xin lặp lại, nên tránh xa các việc ác. Tự như người thương buôn có đoàn lữ hành ít ỏi mà có tài sản lớn lao, nên tránh xa con đường nguy hiểm. Ví như người có ý muốn sống thì nên tránh xa thuốc độc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: thương buôn lắm bạc nhiều tiền, đồng hành ít cõi, tránh miền hiểm hoang, muốn sống thuốc độc chớ hoàn, tránh ác cũng vậy, rõ ràng là khôn. Thương buôn lắm bạc nhiều tiền, đồng hành ít cõi, tránh miền hiểm hoang, muốn sống thuốc độc chớ hoàn, tránh ác cũng vậy, rõ ràng là khôn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc hay tránh ác nhiều vậy. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc hay tránh ác nhiều vậy. Rồi bây giờ
cái phần ý nghĩa tự vấn. À, quý vị thấy có những cái từ nào rắc rối không? À, như vậy thì không có gì trở ngại ha. Chúng ta đi vào duyên sự để coi câu Phật ngôn này. Cái gì nói thuốc độc ở trong này? Muốn sống mà đừng có uống thuốc độc. Rồi. Câu Phật ngôn 123. Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Đề cập đến một cái người lái buôn giàu có. Có 500 tên cướp muốn đột nhập vào nhà ông lấy buôn, nhưng mà chưa tìm được cơ hội thuận tiện. Rồi một thời gian sau, cái người lái buôn cho chở hàng hóa đầy 500 cỗ xe bò và bạch với các vị tỳ kheo rằng: tôi sắp đi buôn hàng hóa ở một địa phương nọ, nếu các vị trưởng lão nào muốn đi đến đó, xin các ngài hãy cùng đi với tôi. Dọc đường các ngài khỏi lo vấn đề khất thực vất vả. Nghe vậy thì có 500 vị tỳ kheo khác cùng với ông lái buôn lên đường. Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, mới đứng đón đường ở ven rừng. Ông lái buôn ra đi, đến đầu chuông rừng rậm thì dừng xe lại, tạm trú ở trong làng cận ngôi rừng đó vài ba ngày, để cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Và trong lúc đó thì chư tăng vẫn được để mát thường xuyên. Bọn cướp chờ lâu không được, mới sai một tên đồng đảng đi thăm thính. Hãy đi dò xét để biết cái ngày họ khởi hành, rồi về báo cho ta được rõ. Và tên này đã đến ngôi làng đó hỏi một người bạn: chừng nào ông lái buôn khởi hành? Người bạn mới đáp rằng 2-3 ngày nữa. Rồi hỏi lại: anh hỏi để làm cái gì? Tiên cướp mới tỏ thật cho biết: chúng tôi 500 tiên cướp đang ở trong rừng đốn chặn bắt cái ông lái buôn này. Người bạn tiến chân tiên cướp đi và nói rằng: vậy thì anh hãy đi đi, ông ta sẽ đi cấp tốc. Tiên cướp đi rồi, người dân làng mới suy nghĩ: giữa bọn cướp và ông lái buôn, ta nên binh vực ai và nên bỏ ai? Rồi người ấy quyết định: ta bê bước để làm việc. Cái người lái buôn này là chỗ nương nhờ, là nơi mà nuôi mạng sống của 500 vị tỳ kheo. Vậy thì ta sẽ báo cho ông ta biết cái việc này. Rồi người này đến gặp ông lái buôn. Người dân làng mới hỏi: chừng nào ông mới khởi hành? Đến ngày thứ 3 ta mới đi. Nghe vậy thì người dân làng nói: ông hãy làm theo lời của tôi. Nghe nói có 500 tiên cướp núp ở trong rừng để chặn đường bắt các ông, vậy ông thì không nên đi. Sao anh lại biết cái tin này? Trong nhóm 500 tiên cướp đó có người quen với tôi, y đã nói cho tôi biết. Ồ, nếu vậy thì tôi sẽ không đi tới làm gì, tôi sẽ quay trở về nhà. Trong khi mà chờ đợi quá lâu, bọn cướp đã sai tên đồng đảng đi lấy tiền. Tên này tiến hỏi người bạn: biết được dự tính của ông lấy buồn quay trở lại, cho nên mới thông tin với bọn cướp. Nghe nói rằng ông ta sẽ trở về nhà. Khi mà hay tin này, bọn cướp đã chuyển đến một con đường khác để chặn lối về của ông lấy buồn. Và ở đó đợi quá lâu, bọn cướp sai tên đồng đảng đi tiếp xúc với người bạn lấy tiền. Người này biết được cái chỗ núp của bọn cướp, lại thông tin cho ông lái buôn biết. Ông lái buôn mới suy nghĩ: ở đây ta không biết thiếu sót cái thứ gì. Nếu vậy thì ta
sẽ không đi tới hay là đi lui gì hết, là nhất định ở lại nơi đây. Và thế là ông ta đến gặp các vị tỳ kheo và nói: bạch các ngài, nghe nói có bọn cướp định đón đường cướp giật hàng hóa, bây giờ chúng hay tin tôi định trở về, chúng lại chuyển qua chặn đón cái đường về. Phần tôi thì tấn thối lưỡng nan, chắc phải lưu lại ở nơi đây. Nếu mà các ngài muốn ở lại đây thì cứ ở, còn các ngài muốn đi thì cũng tùy thích của các ngài. Các vị tỳ kheo mới đáp: nếu vậy thì chúng tôi sẽ quay về. Qua ngày sau, Chư Tăng cáo từ ông Lê Buôn rồi trở về Sa Quách Thi, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống. Đức Phật mới hỏi: này các tỳ kheo, các thầy không đi cùng với ông Lê Buôn hay sao? Bạch ngài: dạ phải. Cả hai đường đi tới đi lui của ông Lê Buôn đều bị bọn cướp chặn đón, do đó ông ta phải đình trú ở một nơi. Chúng con thấy vậy cáo từ ông ta mà trở về. Nghe vậy Đức Phật mới dạy rằng: này các vị thưa, người lá buôn lớn biết né tránh những con đường có nhiều kẻ cướp, còn con người mà muốn sống thì cũng biết né tránh thuốc độc. Vị tỳ kheo nào biết được con đường tương đương bị bọn cướp trong tam giới này đang ngăn đón thì cũng phải nên biết tránh né. Và Đức Phật ngài đã nói lên câu Phật ngôn 123 này. Để chúng tôi đưa lại ha. Qua ni chô quá phá dần mất gần ốc bá sát thù mất hấp thá nô quý sân chì quý thủ cà mù quá bà bà ni phá ri quách chát về. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Ở đây câu Phật ngôn này nói lên là người thương buôn mà có nhiều của cải nhưng mà ít người cùng đi theo thì phải biết né tránh con đường nguy hiểm. Như con người mà muốn sống trong thế gian này thì cũng nên biết né tránh cái thuốc độc. Như thế nào thì vị tỳ kheo là những bậc hiền trí thì biết né tránh điều ác, không nên dễ vui, cũng giống như thế đó. Ý nghĩa của Phật ngôn khi chấm dứt thì các vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả A La Hán cùng với tuệ thân đức tuệ phân tích. Dưới sự này cho chúng ta thấy phú thương đi bán thỉnh tăng theo làm phước mong qua chỗ hiểm nghèo, bị cướp chặn đường lui tới hết, thỉnh tăng quay lại tạm gieo nèo, tăng trở về thăm Đức Bổn Sư. Ngài rằng: cần nhất phải suy tư lãnh xa điều ác như ngừa độc, như phú thương ngừa cướp ẩn cư. Rồi câu Phật ngôn 121 123 nữa hả. Qua duyên sự quý vị thấy như thế nào? Đi tới cũng không được mà đi lui cũng không xong, giống như một câu Phật ngôn mà Đức Phật nói rằng bước tới thì bị chìm xuống dừng lại, bước tới thì cuốn trôi mà dừng lại thì chìm xuống. Thì như vậy làm thế nào để vượt bậc lưu? Thì cái ông này đi tới cũng không xong, đi lui cũng không được. Rồi đứng giữa ngã ba, đặt trường hợp quý vị thì quý vị nghĩ như sao? Alo, ai có ý kiến đây? Hay cái gì mà hay, đưa tay lên có ý kiến. Khen này là khen định ha, cho nên mới chát lên là quá hay, nói mới biết hay dở. Rồi mời Sĩ Kim.
đổ đâu. Con xin chú Thích, con xin kính chào sư Chí Đức, sư trời có nhiều sư đấy, con nói sư Chí Đức, sư Pháp Trang, sư Phước Sang, đại đức Tuệ Đức, thầy Thích Chân Tịnh, không biết con có quên ai không, nhiều quá, bữa nay mấy sư mấy thầy vô quá trình nhiều vậy, thà thú luôn, các cô tu nữ con không còn quên nhiều tu nữ lắm. Các cô tư nữ, các con xin chào các cô, các sư, các thầy, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn trời hồng mai đứa gì trời K7 I80N chắc đánh gì đó tùm lum la chắc miss hai bồ thôi hả? Không sao. Con xin kính chào các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Đó biết ngay mà, ngồi phóng vật tay chân lộn xộn à, nghe nói hay quá mê man càng tịch luôn. Dạ con xin sám hối, con xin chào lại các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử một lần nữa. Dạ cái bài này rất là hay đó sư, khi mà con thấy cái câu cái chữ chính mà trong đây mà Đức Phật muốn nhắn tới là tha đi bắt cha về, tức là chánh né. Mà con thấy chữ chánh né thì con thấy cái ông này, cái ông thương buôn này, ông có đủ, ông có ít nhất là mấy điều trong bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc mà Đức Phật đã học mà con đã biết. Luôn cả cái ông mà bạn với cái tên cướp đó, mấy cái tên cướp nó lại, một trong những tên cướp nó đi lại hỏi thăm cái chương trình mà của ông ông thương buôn này để mà đi, thì ổng thật tình có sao ổng nói vậy, ổng cũng có chi kiến, mà cái ông thương buôn này cũng có chi kiến, ông kia ổng có chi kiến, tức là ổng biết nhận được cái chỗ chánh chỗ tà, cái tên mấy cái tên cướp là những người xấu xa và ổng thương buôn là người tốt, nhất là ổng cho 500, ổng mời 500 vị tỳ khưu đi theo ổng để ổng vừa cúng dường luôn. Nếu mà các vị tỳ khưu này muốn đi di chuyển đi chỗ phố nào đó thì hai người này đều có chi kiến, nhất là ông thương buôn thì ổng phòng hộ, tức là ổng lo hết, để lo những cái người bản thân ổng với những gia nhân tùy tùng cũng như đồ vật của ổng đừng có bị mất mát. Ổng lại kiên nhẫn, ổng không đi tới đi lui, ổng cũng thấy tự biết mình, tự lượng sức mình. 500 tên cướp dữ dằn nó không có thể mà đấu với nó được. Nếu mà đấu thì ổng bị thua phần lớn, còn bị mất mát nữa. Ổng kham nhẫn đi, ổng chịu đựng. Và cuối cùng ổng thấy đi tới cũng được, đi lui cũng được, ổng dừng lại cũng được. Ổng tránh né. Ổng tránh né cũng xong nữa thì ổng đứng một chỗ thôi. Con thấy ông này đầy đủ hết. Đầy đủ hết các ông không có ngã mạn, ông cũng không có tức là mình đâu sợ cứ quýnh nó đi, quýnh tới đâu hay tới đó, chết đâu một, chết một tấm thì cho nó biết gì. Ông biết người, biết ta, biết lúc nào phải dừng, lúc nào phải làm. Một người thương buôn giàu có mà không đi tới đây đây mà cũng không trở về, đứng một chỗ rồi ổng chỉ ổng nói cái gì ổng cũng đủ hết, tức là không phải có nhiều người á, họ thiếu một chút một cái gì là họ khó chịu. Ổng cắt liều, ổng ở dọc đường giống vậy, không phải nhà của ổng. Một thương buôn mà có trăm cái cổ hành xe rất là bự, đi mười mấy chiếc là thấy bự rồi, này 500 chiếc, tức là nhà cửa của ổng cũng phải giàu có lắm. Ổng lại ở ăn ở giữa đường để đó để tránh né cái bọn cướp này, thì ông này rất là đủ hội hết bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc đó. Thì con thấy trong kinh Đức Phật nói qua ni chô qua phá văn mắt râm, tức là con đường nguy hiểm mà hòa thượng Thích Minh Châu gặp là ít bạn đường nhiều tiền, ít bạn đường tức mà nhiều tiền gì, nhiều cái tức là mình có tức là mình có cái gì ta, cái nhân, cái quả bất thiện của mình nhiều hơn là cái quả thiện, là ít bạn đường đó là cái quả thiện ít hơn là cái quả bất thiện. Thì trước khi mình tu tập thì mình phải dùng lời của Đức Phật dạy, mình phải cái đường nguy hiểm, đường
hiểm, tránh thuốc độc, chấm ác. Mà Đức Phật hay thường nói cái thuốc độc đó, trong nhân gian này của ta là ba cái phi, thì đó là thuốc độc rồi. Thì ông này tránh cái đường mình thuốc độc là thuốc nguy hiểm, chỗ nguy hiểm rồi, thì cũng là ác độc, mà ác cũng nguy hiểm, tức là ba cái tham sân si. Ông này ổng dùng bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc. Cái câu chấm này á, trong cái chữ chấm, chữ chính trong này mà Đức Phật muốn nói là thoát đi quắc cha về, tức là tránh né, tức là tránh né đường hiểm, người buông tránh né đường hiểm, tránh né đường thuốc độc, tránh né đường ác, để ông muốn sống sống đi để tiếp tục con đường tu tập, chứ không có thể mà ổng không có khí giới không gì mà 500 tên cướp là dễ sợ như một đoàn quân lớn vậy đó, sao chịu nổi đó được. Nó không đánh phá, nó không bị, có ổng cũng làm người này bị thương rồi, nó cướp không được, nhiều khi nó đốt luôn. Thì con thấy ông này rất là hay, thì con nói nó hay là hay như vậy, mà sư cũng diễn tả cũng hay vậy, sư nói tóm tắt gọn gàng đó, thì sư nói đó, thì con thấy hay, hay thì con khen, biết con có gì khen thật sự chứ không phải nịnh đâu. Sư có nhiều coi sư đọc một bài tầm thường mà sư nói cái giọng nói của sư rất là hay, như cái giọng nói của con nhiều người ghét lắm, nó cười nhanh cười giống như giỡn, rồi cái tánh tôi vui vẻ thì sao tôi đâu có nghiêm chỉnh được đâu, nhưng mà tôi nói theo cái ý của tôi. Thì có người vừa nói vừa vui vẻ cười, vừa nói vừa vui vẻ, có người thì nghiêm trang giống như các vị A La Hán đó, quý vị biết không, quý vị đặt đi cái ngài Maha Moggallana đó, ngài rất là ngài tục sinh với cái tâm xã, thì sao tánh tình của ngài rất là lạnh lùng. Còn khi trong đó thì ngài Sariputta thì 500 lần cái con khỉ, ổng đi đâu cũng nhảy ngóc hết, cái tính như con khỉ vậy đó, ổng đâu có nghiêm chỉnh đâu. Mỗi người mỗi tật, có lẽ là tôi cái tục sinh, cái tâm quả mà khỉ, thành ra lúc nào cũng vui vẻ hết, đâu thể mà buồn bã được. Mà ngay từ nhỏ tôi cũng không thích nghe nhạc mà buồn bã, tôi không thích cái nào nhạc vui vui vậy mình nghe, còn buồn bã chỗ nghe kỹ nó là chán quá à, không nghe. Thì nó tục sinh cái tánh nó vậy rồi thì không thể nào mà buồn bã được. Cái gì cũng có thể nhìn cái mọi cái chuyện gì nó cũng theo cái hướng là vui vẻ của tôi thôi. Thì có nhiều người mới đầu không có thích tôi, nói trụ lên rồi đâu nói pháp chia sẻ, những cười giỡn giỡn, đâu cười giỡn giỡn đâu, cái chỗ nào cười thì cười, nào giỡn giỡn thôi, nhưng mà tánh tôi hay vui vẻ vậy thôi. Thì nói trở lại cái câu kinh này thì con thấy ông này rất là hay, ông áp dụng bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc rất là hay. Trong đó có đưa ra cái người mà hay nhất đó, hai người đó là cái người mà được hỏi tin, rồi một người đó là ông thương buôn này. Tại hai người đều có chi kiến hết. Nếu cái ông kia, cái ông người trong làng mà không có chi kiến, không có chánh kiến, biết cái sự chánh tà, ổng cũng đi báo cho cái ông thương buôn này, ổng nói kệ nó, ai làm gì làm, mình đây được rồi, mình đủ nó đuổi tụi khúc, nó giết mình, giết mình sao, ôi ai làm gì làm, ai hỏi gì mình biết gì nói vậy. Thì ông này không có làm như vậy, ổng đi báo cho ông thương buôn để tránh nó. Thì ông thương buôn này cũng có nhiều phước đức nên có nhiều người giúp. Vậy con nghĩ rằng có nhân có quả là như vậy. Thì con chỉ chia sẻ được bao nhiêu đây thôi, chỉ còn có mấy phút là hết giờ đấy sư. Thôi con trả máy lại đi. Nếu trong sư con chia sẻ có điều gì sai sót, thiếu sót, con xin sư, các sư, các cô tu nữ, Phật tử chỉ dạy, con xin sám hối trước và chúc tất cả mọi người một buổi an vui và vui vẻ. Alo, 123123. Thấy bàn tay của Sức Hạnh Vi Diệu Pháp, nhưng mà sao đưa tay mà không cầm micro. Vừa rồi thì Sức Kim công nhận hôm nay chia sẻ hay, đi vào chi pháp ha, và làm ý nghĩa của Phật ngôn này được rõ ràng hơn ha. Đó là một điều mà chúng tôi quan hỷ. Vì ăn cái gì cũng hồi nào vui vẻ, hồi nào coi như
chừng nào ra chừng đó ha. Nhưng mà hôm nay chia sẻ thì quan hệ à hay nhà, lần sau cứ thế mà làm nha. Rồi bây giờ sĩ Khánh Vi Diệu Pháp có nghe chúng tôi nói không? Hồi nãy giờ đưa tay mỏi chưa? À bây giờ mời sĩ Khánh Vi Diệu Pháp ha, có ý kiến ha, còn 3 phút nữa. Rồi xin mời. Dạ thưa sư, con xin trả lời câu hỏi của sư. Thì con thấy tiếng ở đây trên cái tình thế là tiếng thối lưỡi nan, thì nếu là con thì chắc con cũng đứng yên thôi, nhưng thông qua cái bài duyên sự để có được câu pháp cú này thì con thấy là ngài cái người buôn á là người biết rất biết phòng hộ. Vì sao nói người này biết rất biết phòng hộ? Bởi vì khi ông đi đến trước một cái con đường là sẽ băng qua cánh rừng, thì ông quyết định là sẽ dừng chân lại ở làng và nghỉ ngơi, tu sửa, chỉnh đốn đội hình. Đồng thời ông quyết định ở đó, và ở đó không chỉ một ngày và rất là nhiều hơn một ngày, chứng tỏ người này biết đến Phật Pháp, biết đến giáo lý và biết thực hành, nên biết phòng hộ những cái và biết đường phía trước là có rất nhiều nguy hiểm cho đoàn buôn của mình. Trước khi nhận được cái thông tin từ những cái người dân làng là cho ông biết phía trước là có những cái nguy hiểm đang chờ, là ông là người đã biết đưa ra những cái quyết định như vậy rồi, thì chứng tỏ nhờ vào những cái điều gì từ cuộc sống hàng ngày mà người này đã có quyết định như vậy. Cho nên con rất là hoan hỷ khi nghe được những cái câu chuyện về Phật Pháp và những người Phật tử rất có duyên khi đã được sống dưới trực tiếp và dưới thời của Đức Phật còn tại thế. Và thứ hai là con biết ra được một chân lý là nhờ vào cái duyên, cái phước đức mà tu tập cúng dường, cũng như cúng dường mặc dù là đi buôn nhưng mà luôn luôn hướng tâm về để cúng dường cho chư tăng. Cho nên nhờ vào cái duyên sự đó, cái phước đến từ đó mà những dân làng mới cho ông biết được cái thông tin là nguy hiểm đang rình rập. Và ông này, con cũng thán phục một điều nữa là ông rất là bình tĩnh. Cứ nghe người ta chặn mình nhiều lối quá thì thôi tôi ở đây luôn, mặc dù sao tôi cũng có tiền mà, tôi có tài sản tôi cũng không sợ cái gì hết, thì biết rõ mình. Cho nên là con rất, đó là câu trả lời của con, mặc dù nó hơi sai so với ý của sư hỏi. Con xin hết ạ, con trả mít lại cho đạo tràng. Sa thủ vị này đến với đạo tràng của chúng ta, nhưng mà cũng có một chiều sâu về giáo pháp ha. Nói rất hay. Cái ông này là một thiền nam, cho nên khi đi buôn vẫn thỉnh chư tăng theo 500 vị làm phước mỗi ngày. Thì với cái phước báo mà dẫn cúng vật thực đến chư tăng như vậy, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy đi tới cũng được, đi lui cũng được. Thấy à, cái vấn đề coi như bị cướp nó chặn nè, đi tới cũng bị nó nè, đi lui về cũng bị nó nè, thôi thì chấp nhận hiện tại, quá khứ không mơ mà tương lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Cho nên Đức Phật ngài dạy mấy vị tỳ kheo đó, 500 vị tỳ kheo mà về trình lên với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới dạy thế này. Đi lên đi xuống trong tam giới này sáu con đường ha, lục đạo mà, đi lên đi xuống sáu con đường này, nhưng mà hãy dừng lại nhìn vào chính bản thân của mình, thấy tham sân si là thuốc độc. Mà khi tránh được tham sân si thì khi đó mới thấy được chính mình là ai ha. Hãy nhìn lại chính mình
để thấy rằng cái bản ngã của chúng ta chỉ là số 0.